vào nhà dân hỏi mua đồng nát. Người phụ nữ không thấy ai ở nhà liền tiện tay xách luôn con gà. Đùa chứ các bạn, hay thật á. Các bạn cứ nhắc tới cô đồng nát làm cái gì? Làm cái gì? Những cái thứ tiêu cực cứ nhắc đến cô, những cái thứ hay ho thì không bao giờ nhắc đến cô. Cô nói thật với các bạn nhá, là cái nghề của cô thì nó hơi vất vả, hơi khó khăn thật á. Nhưng mà không bao giờ cô đánh mất một cái lương tâm nghề nghiệp của cô. Cái gì nó đúng thì thôi chứ. Mà chia sẻ thật với các bạn nhìn này. Nhìn này, nhìn này, đâu rồi? Đâu rồi? Đây, nhìn đi. Tôi phải quay gần một tí. Đây, quắc. Đây, đây các bạn thấy chưa? Gà nhà cô thì thiếu cái gì? Quê cô thì đầy đi mồm của chó này bị bao bao. Đây các bạn thấy không? Đây, gà nhà cô ở quê thì thiếu cái gì? Cô còn không thèm ăn đấy chứ. Mấy năm trời cô còn không thèm ăn đấy chứ. Cô thèm khát gì cái con gà trọi. Nói... thiếu lá chanh. Làm cái gì? Lừa gà trọi có lá chanh chứ. Thiếu lá chanh ăn không ngon. À đây là cây chanh à? Ê! Tao đánh cháu. Quay không bảo. Luộc đi. Luộc xong rồi thiếu lá chanh. Đi bụng. Đây các bạn nhìn đi. Mà nhìn này, cái gà này tôi cả năm mười mấy con chẳng ăn đâu. Gà này tôi không thèm động như thèm khát gì con gà trọi.